À, các anh chị chỉ cần cài thôi và cái số liệu nó sẽ được uh, hiển thị ở trên app RobiBit luôn Nên là các anh chị uh, uh, không cần phải Đây đây, Huệ sẽ share luôn cái màn hình ở trên điện thoại nha Không biết là có nhiều anh chị chưa biết cái thông tin này đó mà Hiện tại là mình đã tích hợp lên trên app luôn rồi, rồi Các anh chị có nhìn thấy màn hình điện thoại của Huệ chưa ạ? Nếu có là các anh chị tương tác với Huệ số 1 nha À các anh chị không cần phải báo với ban tổ chức, ban tổ chức sẽ tự xuất số liệu và tự add voucher cho các anh chị luôn. Rồi. Các anh chị có nhìn thấy cái à, cái phần đầu tiên khi mà các anh chị vào app luôn thì nó sẽ có cái mục là tháng lan tỏa trên đây nè. Đây, các anh chị sẽ thấy cái mục là tháng lan tỏa, các anh chị bấm vào đây ha. Khi mà các anh chị bấm vào đây thì các anh chị sẽ à, thấy cái chương trình đang diễn ra. À, ngày mai thì các bạn sẽ cập nhật cái chương trình mới cho các anh chị ha đây là cái chương trình 30 tháng 4 nhưng mà bắt đầu ngày mai thì các bạn sẽ cập nhật cái chương trình mới cho các anh chị thì các anh chị sẽ kéo xuống ở dưới này để các anh chị coi các cái thể lệ nè các cái thể lệ các cái quà tặng nè và các anh chị sẽ kéo xuống dưới này để các anh chị sẽ uh, coi cái số lượng ví dụ như ở đây đây là số lượng cài app Robimon của tháng 5 nha các anh chị của tháng 5 nha. Tại vì chúng ta đang ở trong tháng 5 thì đây là số liệu của tháng 5 nè. Hiện tại chỉ mới hai ngày thôi là đã có 1.338 app Rubymon được cài rồi. Và đây là top 10 các anh chị đang lan tỏa Rubymon tốt nhất à, và đứng đầu đó là à, anh chị đặng Hoàng Văn Anh với số lượng cài app đó là 65 app. Thì không biết là anh chị đặng Hoàng Văn Anh thì có đang ở trong Văn Anh thì có đang ở trong zoom không ạ? Rồi tiếp theo đó là top về doanh số thì hiện tại là chị Hoàng Thị Phương là đang đứng top về doanh số là năng năm triệu sáu nè các anh chị. Và nếu mà các anh chị muốn tra cứu bản thân mình á, tra cứu cái kết quả của mình á thì các anh chị vào đây các anh chị sẽ tra cứu nè username của mình ha. Mình nhập cái username của mình vào đây là sẽ tra cứu được. Rồi còn nếu như mà các anh chị có team Có nghĩa là các anh chị có các thành viên trong team Thì các anh chị sẽ nhập cái user của mình vô đây Nhập cái user của mình vô đây Thì nếu mà các anh chị có team Thì nó sẽ uh, thông báo cho các anh chị là Team của các anh chị đang như thế nào Thì những anh chị nào mình có team á, Thì mình hoàn toàn có thể uh, Xem coi là các thành viên trong team của mình Đang đạt được bao nhiêu Và mình hoàn toàn có thể tổ chức những chương trình thi đua Riêng cho team của mình luôn Được không ạ Đó thì đó là cái landing page ở trên app Big để ban tổ chức hỗ trợ cho các anh chị có thể là biết được rằng là chúng ta đang ở đâu chúng ta cài được bao nhiêu app rồi doanh số trên app RobiMon Mon chúng ta là bao nhiêu rồi sẽ trong một lan tỏa còn nếu các anh chị muốn tra cứu kết quả của team thì các anh chị sẽ xem ở đây rồi các anh chị có thể xem top doanh số trên Mon rồi top đối tác lan tỏa trên Mon số lượng là bao nhiêu để mình biết mình đua top được không ạ bởi vì ngoài cái giải voucher 100k thì chúng ta còn có cái giải đua top nữa. Cho nên là các anh chị đã nắm cái phần tra cứu kết quả chưa ạ?